Xin chào cả nhà, hôm nay cơ sở Đồ Gỗ Mạnh Sơn em xin giới thiệu đến cả nhà một giỏ hoa Phù Dung, chất liệu là gỗ chắc đỏ đây, hàng liền khối đến 95% cả nhà nhá. Sản phẩm là đục tứ diện cực kỳ canh bong luôn. Sản phẩm thì có chiều cao là 68, chiều ngang là 40 và chiều sâu là 30 ạ. Cực kỳ tuyệt vời, do bàn tay nghệ nhân top 1 thị trường chế tác ra đấy ạ. Và ngay bây giờ em sẽ đưa camera lại gần để cả nhà ngắm từng chi tiết của siêu phẩm giỏ hoa Phù Dung này ạ. Giỏ hoa này mà tặng các chị em ngày 20 tháng 10 cực kỳ tuyệt vời luôn các anh nhá. Cực kỳ đẳng cấp luôn đấy ạ. Đây các bạn thấy này. Đó. Từng cánh hoa Phù Dung cực kỳ tuyệt vời luôn đấy ạ. Rất là đẳng cấp, từng cánh hoa nhụy hoa này. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Rất là đẳng cấp. Đấy, từng búp hoa đều được nghệ nhân bên em trau chuốt rất là kỹ càng cả nhà nha. Nó quá là tuyệt vời cho một siêu phẩm đấy ạ. Đây, từng cánh hoa được vuốt cong, uốn cong cực kỳ là tuyệt vời và đẳng cấp. Hoa Phù Dung thì trong phong thủy có một ý nghĩa là vợ chồng luôn là đi kèm với những đôi phu thê. Ý nghĩa là phu thê viên mãn đấy ạ, rất là tuyệt vời. Vợ chồng hòa thuận ấm lo hạnh phúc. Đằng sau đây, đằng sau em cũng chặt tỉa cực kỳ kỹ càng ở nhà nha. Từng cành lá đấy ạ, đều được trau chuốt rất là tỉ mỉ ạ. Và để có giá tốt nhất của siêu phẩm giỏ hoa này thì cả nhà vui lòng liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Mạnh Sơn em qua hai số điện thoại 083 từ quý 5 567 hoặc 0345 72 từ quý 6 ạ. Em xin chào cả nhà. Hoặc là hãy đến trực tiếp cơ sở Đồ Gỗ Mạnh Sơn em tại địa chỉ 125A Thiết Úng, Vân Hà, Đông Hà, Hà Nội cả nhà nhé. Cơ sở bên em làm tại làng nghề xã Vân Hà, có truyền thống hơn 300 năm về làm tượng gỗ rồi ạ. Rất hạnh phúc cả nhà đến với cơ sở bên em tham quan và thưởng lãm các siêu tác phẩm cả nhà nhé. Rồi em xin chào cả nhà. Hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo ạ. Địa chỉ 125A Thiết Úng, Vân Hà, Đông Hà.